Hello mọi người, thì trong video lần trước thì mình đã mở hộp và trên tay nhanh cái mẫu đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 3 rồi ha. Thì đó là một cái mẫu đồng hồ nó mức giá mình phải nói là quá là khủng khiếp so với những gì mà nó mang lại. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì chắc là các bạn đã coi khá là nhiều những cái bài review và trên tay cái mẫu đồng hồ đó rồi. Sau khi mình đã trải nghiệm xong thì mình đã đưa cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 đó cho một người bạn thân thiết của mình, để tại vì bạn đó là một người chuyên tập thể dục thể thao và trải nghiệm suốt trong vòng khoảng 3 tuần qua, thì để mình hỏi xem coi bạn ấy có được những cái trải nghiệm gì hay hoặc là chưa tốt đối với mẫu đồng hồ Huawei Watch Fit 3 ha. Thì ok, Bia, come on. Hello. What's up, bro? Xin chào mọi người, mình là Bia. Rồi, thì câu hỏi đầu tiên về cái mẫu đồng hồ này đó chính là sau một khoảng thời gian mà Bia đeo cái đồng hồ này chắc cũng phải 3 tuần rồi ha. Thì cái cảm nhận đầu tiên về cái cảm giác đeo của cái đồng hồ này nó như thế nào? Thì lần đầu tiên mà mình đeo cái đồng hồ này vô á, ngay lập tức cái cảm giác mà mình có được đó là nó rất nhẹ. Nhẹ đúng không? Nó rất nhẹ so với những cái đồng hồ mà trước đây em mang. Nhất là khi em đeo những cái đồng hồ rất là nặng ký. Em đã từng xài từ Huawei Watch GT 1, GT 2. Và khi mà em đeo con này vô em cảm giác wow. Tại vì nó rất là nhẹ. Nó rất là nhẹ so với những cái đồng hồ kia. Đúng rồi. Nó rất là tiện cho cái việc thể dục đúng không? Đúng rồi. Đó thì như các bạn cũng thấy á, là cái điểm đầu tiên mà mình thấy á, là sau khi mình trải nghiệm cái đồng hồ mà nhẹ vậy đó, là cái quan trọng nhất không phải là cái đồng hồ nó mạnh mẽ, nó nhiều tính năng hay nó đẹp như thế nào, mà quan trọng là phải đeo thoải mái. Bởi vì nếu tập luyện thể dục thể thao mà chúng ta mang một cái đồng hồ mà nó quá là nặng nề đi, mình đã gặp rất là nhiều bạn rất là thích đeo Apple Watch nha, nhưng mà họ chỉ đeo Apple Watch mà khi mà họ đi chơi, đi du lịch, đi này nọ ra ngoài thôi. Còn khi mà họ mà tập thể dục thể thao thì họ hay có xu hướng là họ bỏ ra luôn, bởi vì nó khá là nặng nề. Thì với cái đồng hồ này thì không chỉ là riêng Bia mà với mình, khi mình đeo mình trải nghiệm thì mình thấy nó cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Đến với cái thứ hai mà mình muốn hỏi Bia đó chính là cái mà chúng ta giao tiếp nhiều nhất với cái đồng hồ đó chính là cái màn hình. Thì sau một khoảng thời gian sử dụng á, thì theo Bia thì cái chất lượng hiển thị của nó như thế nào, đặc biệt là trong cái phân khúc giá 2 triệu đồng ha? Tầm giá chỉ với là hơn 2 triệu một xíu hả? Đúng rồi. Thì mà lại quà cũng tầm đó. Mà lại được trang bị một cái màn hình tần số quét cao là một. Cái thứ hai là cái độ sáng cũng rất là cao. Khi mình nhìn outdoor, mình chạy bộ buổi sáng, em vẫn nhìn rất rõ những cái thông số trên cái đồng hồ này. Và buổi tối thì cái màu đen nó cực kỳ sâu, và nó tạo cho mình cái cảm giác là cái đồng hồ này nó có cái viền màn hình nó rất là mỏng nha. Ngoài ra thì mình nghĩ là khi mà một cái màn hình nó sáng như vậy á, thì khi mà mình đọc những cái thông báo ở trên cái màn hình này nó cũng ok hơn đúng không? Ví dụ như có tin nhắn hay có thông báo, và từ những cái app mà mình đang chạy ngoài đường á, thì đọc nó cũng ổn áp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì có một cái nữa thì nó so sánh nó hơi thú vị một xíu, đó chính là cái đồng hồ này khi mà mình trong cái bài mở hộp mình có nói luôn, nó có hai cái nút khá là tiện dụng, đó là một cái núm xoay và một cái nút nhấn. Thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ nói sao nó giống với Apple Watch quá, thì cái này mình không nói tới ha. Nhưng mà cái trải nghiệm của nó thì theo Bia thì nó có tiện dụng cho cái việc mình thao tác hàng ngày, trong cả cái việc mình luyện tập thể dục thể thao hay là mình thực hiện với những cái app khác hay không? Nếu như bạn xem video này mà bạn đã sở hữu một chiếc Apple Watch, kể cả series 1 cho tới những cái series sau này, thì hai cái phím này nó sẽ không xa lạ với các bạn đâu. Tại vì nó hoạt động một cách nó như y chang luôn. Từ những cái nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là cái motor haptic, motor rung phản hồi của nó trên cái con cái crown này, trên cái vòng tròn này, và cả những cái nút bấm. Có rất nhiều hãng làm cho có nha. Đúng rồi, nhưng mà bự mà ít tính năng là đúng rồi. Thì bạn Bia ở đây thì có 3 môn mà bạn ấy tập chính, đó chính là cầu lông nè, chạy bộ và đạp xe đạp. Thì theo Bia thì trong suốt quá trình trải nghiệm qua thì cái việc mà đo sức khỏe và theo dõi những cái môn mà Bia chơi thì nó như thế nào ha? Theo em cái việc mà đo những cái lượng calorie mình tiêu hao khi mà tập luyện, và cả những cái việc đo khi mà chạy bộ hoặc chạy thể thao, thì em thấy nó cũng khá là chính xác. Khi mà mình so sánh trực tiếp á, em nghĩ là mình không nên so sánh trực tiếp, nhưng mà khi mà so sánh trực tiếp với những cái đồng hồ mà nó có tên tuổi trên thị trường của những người chạy bộ á, những người hay tập thể thao á, em nói ví dụ đơn cử là Garmin, chiếc Garmin của em, thì có thể cái độ chính xác sẽ chênh lệch nhau nhưng một xíu thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy là với mức giá này nó mới đạt được cái mức độ như vậy, là mình thấy nó quá ấn tượng đi. Rồi thì mà cũng thấy đó, thì khi mà như Bia cũng có nói đó, chúng ta so sánh một cái đồng hồ giá khoảng 2 triệu với một cái con mà chuyên luyện tập thể dục thể thao giá mười mấy triệu đi, thì cái sự chênh lệch là chắc chắn là có rồi, chắc chắn là con này sẽ không bằng được. Nhưng mà theo mình nghĩ nha, cái đồng hồ này mang lại cho mình hai thứ khi mình đeo đó. Cái đầu tiên đó chính là một cái
một cái thói quen là theo dõi sức khỏe nó đều đặn hơn. À, mình có thể đo được cái độ stress của mình, nồng độ oxy trong máu, kiểu mình hít thở, tối mình ngủ có ngon hay không, có bị như thế nào. Và khi mình luyện tập thể dục thể thao thì mình tiêu hao được bao nhiêu calorie. Và cái đồng hồ này có luôn một cái nữa là giúp các bạn keep fit, có nghĩa là các bạn ăn cái gì các bạn nốt vô thì hệ thống sẽ nó tính toán được là các bạn hôm nay ăn bao nhiêu calorie, tiêu thụ bao nhiêu calorie. Bởi vì tính tới điểm cuối cùng luôn, cái công thức của cái việc giảm cân hiệu quả đó là số calorie hấp thu vô nó phải thấp hơn cái số calorie tiêu thụ, thì suy ra thì các bạn sẽ giảm cân thôi ha. Rồi, đến một yếu tố nữa mà mình nghĩ là rất là quan trọng ở trên những cái mẫu đồng hồ thông minh, mà trước đây có những mẫu đồng hồ cực kỳ đắt tiền luôn nhưng mà bị than phiền rất là nhiều, đó chính là thời lượng pin. Nếu như các bạn đeo một cái đồng hồ mà nó đẹp, nó xịn nhưng mà đeo chừng nửa ngày hết pin phải tháo ra và sạc thì nó rất là bất tiện. Thì với cái đồng hồ này, khi mà mình xài với bản thân mình ít có luyện tập thể dục thể thao nhiều như bạn bia, thì mình có thể xài để nhận tin nhắn cuộc gọi đến khoảng 5-6 ngày mình mới cần phải sạc lại. Thì không biết là khi bia mà có luyện tập thể dục thể thao thì cái thời lượng pin của con Huawei Watch 3 này như thế nào? Thì mình sẽ nói vô cho các bạn hiểu về cái lịch của mình. Thứ nhất là khi mà mình xếp từ cái ngày mà em xếp cái đồng hồ này lên, mỗi ngày từ em đều chạy bộ khoảng 45 phút, và trong 3 ngày liên tục em để tính năng Always On Display, coi như là để sáng liên tục luôn. Đúng rồi, em vẫn nhận thông báo, vẫn nhận email, vẫn nhận cuộc gọi, vẫn nghe gọi và vẫn chạy bộ và vẫn track nhịp tim liên tục. Thì cái đồng hồ này nó cho em sử dụng được lên tới 3 ngày mà không cần phải sạc lại. Sau 3 ngày mới lại hết pin. Cái đó là cái em ấn tượng. Một cái điểm mình thấy cũng rất là hay mà rất nhiều bạn khá là không chú ý, đó chính là tới cái hệ điều hành ha. Có những cái đồng hồ á, họ làm giống Apple Watch này nọ không có tên tuổi, nhưng mà cái hệ điều hành nó bị thiếu những cái tính năng hay là nó không hấp dẫn quá thì nó cũng chán mà thôi. Thì với Harmony, trên cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 thì được cài đặt sẵn cái Harmony OS. Thì không biết là trong quá trình mà Bia trải nghiệm thì Bia có những điểm gì thích và không thích ở Harmony OS ha? Cái điểm ấn tượng thứ ba của em trên đồng hồ đó là cái hệ điều hành Harmony này. Tại vì vừa nhẹ, thời lượng pin vừa trâu, mà cái hệ điều hành nó còn mượt nữa. Những cái này đó là cái công thức này hầu như là chưa có trên những cái đồng hồ ngày xưa giờ nha. Em nói ví dụ em xài cũng là Huawei Watch GT 1, Watch GT 2, thì cái màn hình nó chỉ có tần số quét là 30Hz thôi. Cái hệ điều hành nó chỉ chạy trên 30Hz thôi. Thì điều đó sẽ giúp cái thời lượng pin nó trâu hơn. Anh thấy anh để ý không? Đúng rồi. Nhưng mà với đồng hồ này nó khác hoàn toàn. Hệ điều hành nó chạy rất mượt. Thậm chí em thấy cảm giác là lên được 60Hz. Và nó không có bị lát giống như cái đồng hồ mà kia. Không đo được nhưng mà cảm giác phút này rất là mượt, xoay bánh xe nó đúng rồi này nọ. Mà cái thời lượng pin nó lại trâu. Okay. Thì nãy giờ mà mình nói về những cái ưu điểm của nó rồi, bởi vì nói nhiều quá, nhưng mà không phải, đây không phải là video khen nha các bạn, tại vì mình thấy mình với Bia đều cảm thấy trên cái mẫu đồng hồ này có rất là nhiều cái điểm hay mình muốn share với các bạn trước. Thì bây giờ mình sẽ hỏi Bia về những cái nhược điểm mà em ấy gặp trong quá trình sử dụng. Nhược điểm thì em thấy đầu tiên là về kết nối. Em đang xài, em đã từng xài cả iPhone và cả từng xài cả những chiếc Android đến từ Xiaomi hay Samsung. Vấn đề của cái đồng hồ này đó là tại vì nó chạy Harmony và nó không được hỗ trợ cái ứng dụng ở trên Google Play, cho nên là cái việc mà cài ứng dụng á thì mình phải cài ở ngoài. Đúng rồi. Cái ứng dụng Huawei Health á. Đúng rồi, do các bạn cũng biết là nó Mỹ với Huawei là hay bị có một cái hiềm khích lớn rồi ha. Thì những cái ứng dụng của Huawei sẽ không được xuất hiện ở trên Google Play, cho nên các bạn phải tải, phải quét cái mã QR code, rồi phải tải cái app Gallery về, rồi phải cài đặt. Thì nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu so với người mới sử dụng. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa là đối với những cái chiếc điện thoại Android á, thì khi mà anh kết nối anh không bật được thông báo, bởi vì nó được hạn chế bởi Google. Anh không bật được thông báo mà anh phải truy cập vào sâu những cái cài đặt bên trong để mà có thể bật được cái tính năng tính năng thông báo thủ công lên. Và khi đó thì đồng hồ nó sẽ cho phép bạn thông báo, còn không thì nó sẽ không có thông báo. Thì như bạn cũng thấy thì qua những cái chia sẻ của bạn Bia cũng giống như là những cái trải nghiệm của mình trong cái bài mở hộp trước đó, thì mình đánh giá Huawei Watch Fit 3 thật sự đó nha, là một món hời đối với những ai mà có một cái mức hầu bao nó không quá là nhiều nhưng mà vẫn muốn có một cái đồng hồ đeo trên tay vừa đẹp, vừa gọn nhẹ, vừa có thể theo dõi sức khỏe rất là nhiều những bài luyện tập thể dục thể thao, và đặc biệt là thời gian sử dụng pin nó rất là trâu nữa. Từ đó thì mình thấy là đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này sẽ
hướng tới cái đối tượng là các bạn học sinh sinh viên muốn luyện tập thể dục thể thao giữa dáng hàng ngày thì nó rất là phù hợp ha. Và đâu chỉ là luyện tập thể dục thể thao, các bạn còn có một cái màn hình rất là đẹp để có thể coi được thông báo, coi ứng dụng và trả lời cuộc gọi tin nhắn, nói chung là đầy đủ tất cả các năng dành cho các bạn. Và với một cái tầm giá phải nói là 2 triệu là nó quá là hời luôn. Cách đây khoảng chừng 2-3 năm thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào nhận được những một cái đồng hồ như vậy so với cái mức giá mà nó mang lại ha. Thì bạn nào mà có thêm một cái câu hỏi nào về cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này thì để lại comment bên dưới ha. Mình và bạn Bia sẽ xem và trả lời cho các bạn trong phần comment nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.